Yeah, I'm not gonna do Ui dồi ôi, một phát đi luôn. Học viên 918 điểm. Ra đây, ra đây, ra đây. Ôi. Đây rồi. Cày quá các bạn, hôm qua là bao làm cất chiến nhạc làm lại con Viper này. Sau một hồi mình chơi Valorant thì mình nhận ra nó đọc là Viper chứ không phải là Viper. Gì nó? Kiểu gì nó cũng rơi cho xem. Đấy. Ôi phải. Mày đuổi đuổi rình mò rình dập con cá mập này. Ơ bay đây, bay đây. Chân nó dài quá. Cập nhật chút cho anh em tình hình là sau khi mình liên hệ ba người HK15 này và bet gọi là bet đấy choi đấy, và Công thì có hai người là phản hồi rồi. Mình như thế là Công ấy nói chuyện, Công với mình thì tâm sự với nhau rất nhiều, cũng giúp đỡ mình trong một số cái khúc mắc trên YouTube. À, nó cũng méo khiến mình hết làm đồ to được. Mẹ cay thật. Đây đây em ơi, bị cao huyết thanh nó thôi. Ủa mẹ thằng nó bắn đấy. Thằng nó bắn tao ấy. Ơ nhân mờ đấy. Xôi một bé này. Ui nói chuyện với Công thì kiểu Công nó hoạt ngôn ý, hòa đồng. Thế tại là mình cũng chưa biết là bao nhiêu tuổi cả, chắc cũng tầm tuổi mình thôi. Có trao đổi với nhau về trong YouTube này, các thứ hỗ trợ. Và có cái dự định là trong thời gian ngắn, trong thời gian tới thì có thể là làm chung video về content game. Sau tới có thể là PUBG Bobby. Còn HK15 thì mình kiểu liên hệ qua fanpage ấy, thì nó vâng dạ thôi. Mà với cả HK15 phải chơi kiểu mấy người thân lâu năm ấy, để team của HK15 chơi kiểu tim ngố à, đông nó hài vãi cả lìn ra. Thì ra trình của mình vào cái tim đấy cũng vui đấy. Một bé này xin nhá. Ôi dồi, thó được một bé luôn, ngon thế. À đầu to à. Ai à, đầu to. Ôi xe chết hết luôn kìa. Xôi Viper mẹ vẫn ngầu như ngày nào chưa. Đổi ba lô này hồi sinh dị thế. Ma nó lì thật chứ. Ô có một con nữa. À bị lừa rồi các bạn. Dưới đây một con này. Ôi sao người anh em đằng sau đi đâu mất rồi. Ơ sợ à. Ở đây ok đi đứng lại shit. Run. Đấy bắt được em. Mày đấy. Ôi mày. Trời ơi, hồi rồi. Ui, nó ta đau quá. Đuổi đây. To nó lâu hốp nhỉ. Ok ok cố lên nào. 900 điểm thôi. Ui mình cái chết là top rồi rồi. Nó top 2 rồi. Ui ôi tí được. Double kill. Ôi dồi ôi, cần chí không chết kìa, lại bị két luôn.
Non thế. Non quá. Hello, hello súng này. Ép. Ôi, vãi lì thật. Ok này, một con này, một con nữa, một con nữa, một con nữa. Ôi. Một con này. Ít ra phải bạn, 2-3 con nữa thì mới đủ được. Ôi mẹ nó cái thể. Gặp ngay thằng top luôn, đen chưa. Đen thế, gặp ngay thằng top đứng. Má. Ít mẹ game hôm nay như con cặc ấy. 3 trận làm zom đầu to rồi. Mãi cào được thì lịch. Ủa, chơi game kiểu kìa. Chạy đâu? Đấy. Ôi dồi ôi, gần như nháy luôn. Đéo hiểu sao. Ra vãi luôn. Con này 1200 này, hai con hero nữa. Một con nữa, một con hero nữa, lấy top kìa, một con hero nữa nào. Cố lên, nhấc cái chân lên, muốn đi rơi máu. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Ôi, ok. Ôi không kịp luôn, một con hero nữa là ăn kèo rồi, đen thế. Cận chiến nháy xong 3 trận làm đầu to. Đen vãi lìn. Một con hero nữa là mình lên top rồi. Shit. Thôi được rồi. Nice try. Cậu ấy đang theo dõi. Top luôn này. Ôi. Ôi dồi, không kịp vung quẩn đấy ngon rồi. Các bạn, người game ngây thơ đấy. Hãy già đồ to à. Mình có, ô. Ôi, xin có top luôn, ngon. Ôi, quả đấy Viper là được rồi.